Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì cho video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình các phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ. Và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là cũng sẽ có những phiên bản mà còn mới nguyên chưa qua sử dụng. Và cũng có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 085858 từ quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh nhé. Và hôm nay thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình với các phiên bản của Carnival, Citizen, Techno, rồi Invicta, Fubo và một vài thương hiệu khác nữa. Và với mã hàng sản phẩm đầu tiên thì em sẽ lên luôn cho cả nhà mình đó là một mẫu Techno rất đẹp. Em khẳng định luôn là các anh chị mà lên tay ở mẫu này thì không thể chê một điểm gì luôn. Và rất rất lâu rồi em mới có thể đấu lại được về ở phiên bản này. Nếu như mọi người đã theo dõi đến kênh của em hoặc là các video trước đó thì cái mẫu này nó phải có từ lúc có thể gọi là trong năm, trong của năm ngoái ạ, cuối của tầm năm ngoái. Đó. Và đây nhá, mẫu này thì em có về là full hộp này. Có sổ của nó vị trí bên trong này, có cả một gói hút ẩm nữa. Đấy, rất là cẩn thận luôn đúng không ạ? Bản này thì mới nguyên, chưa qua sử dụng. Em rất thích ở bản này này, đó là cái form vuông là một nha, đúng không ạ, rất đẹp. Thứ hai nữa đó là mặt huyết. Thì cái màu đỏ ấy thì nó là một cái màu mà luôn luôn là tượng trưng cho đó chính là cái sự may mắn. Đấy, và cái sự nhiệt huyết. Và đây em sẽ lên cho cả nhà mình mẫu này. À đây, nó ra cái siêu của nó luôn. Đây nha, đây là một cái phiên bản mặt đỏ như em đã có chia sẻ với cả nhà mình, rất đẹp luôn đúng không ạ, trải đều các cái đường vân này, bộ kim cọc số bên trong nhá, cực kỳ đẹp và rất là sắc nét nhá. Kính nó hơi cong lồn một chút xíu nhưng mà khi mà nhìn vào trong phiên bản này thì lại có cảm giác nó giống với cả của Apple Watch đúng không ạ, rất là giống luôn. Techno mặt này, ok, nhìn cái màu trải vân đẹp cực kỳ luôn, kim nhá, kim hình lá này. Đây là chi tiết niềng này, rất là mỏng, núm này, cạnh này, mặt trước này, mặt sau. Bản này thì nó sẽ có mã check đó là T9A41 với độ chống nước là 3 ATM, all stainless steel nhá, thép. Tiếp theo là về bộ dây. Đấy, ui, cái dây này đằng trước này nhá, thì nó có các cái sợi chỉ khâu tay này. Còn đằng sau này mọi người nhìn đúng không ạ? Khi mà sờ vào đây này, nó sẽ có các cái sợi bông, nó rất là mịn, rất là êm luôn. Rất là êm, đeo nó không bị đau tay. Đấy. Đây là dây. Đấy chưa? Size 20. Đây là còn nguyên cả tag của nó này, Japan Moment. Cái này thì ngày xưa ấy, Technot nó là thương hiệu của Thụy. Sau đó thì họ có chuyển nhượng lại cho Nhật rồi và hiện tại thì bây giờ Technot thì nó là thương hiệu của Nhật. Và nó sẽ sử dụng đó là bộ máy pin của Nhật, khóa nguyên zin. Giá tag của nó là 38.500 yên, tức là nó tương đương với tầm khoảng độ hơn 6 triệu. Bản này có size mặt là 38. Càng của phiên bản này là 50.5, độ mỏng này 7.8 nhé mọi người nha, rất mỏng luôn. Đấy, mọi người đeo lên tay mẫu này đẹp chưa, phải nói rất xuất sắc luôn. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó chính là 2.3 triệu, 2.300.000. Mẫu này sẽ ở mã 341, 2.3 mã 341 nhé, màu đỏ cực kỳ đẹp, mới nguyên luôn, nên mọi người có thể là mang đi tặng sẽ rất là ok. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 342, phiên bản 342 thì em sẽ lên luôn cho cả nhà mình đó là mẫu của Carnival. Ở cái bản Carnival này thì đây là một cái bản mà mới nguyên chưa qua sử dụng. Thì bên em hiện tại đang làm đại lý ủy quyền của Carnival này, Oren này, Obelulo, Angeloso với cả một vài thương hiệu khác nữa. Và có cửa hàng ở 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé trực tiếp cửa hàng nhé. Còn nếu như mà mọi người ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc, nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm. Với bản Carnival này, đây là mẫu automatic và có trợ có tay đi kèm. Đây là phiên bản với form kiểu dáng giống với cả của Rolex, đúng không ạ, dòng Deadzop, tức là dòng 3 kim 1 lịch. Đấy, nhưng đối với phiên bản này thì nó sẽ có 2 ô của sổ lịch, rất là tiện lợi. Và đây là một cái phiên bản duy nhất, cũng là lần đầu tiên em thấy luôn. Vì bình thường ấy, nếu mà của dòng Day Date nhá, nó sẽ có một lịch ở đây và một lịch ở trên này.
Đó, hoặc nếu không thì nó chỉ có một lịch ở đây thôi, lịch ngày ở đây thôi. Nhưng ở bản này này, cả lịch ngày và lịch thứ nó sẽ nằm cùng ở một ô và đều sẽ có cái ô cửa sổ kính lúp. Đấy, hiển thị ở vị trí góc 3 giờ luôn. Bản này thì mặt màu xanh trải vân này, kim này, rất đẹp nhá. Cọc số bằng đá và đều được nặn các cái pin kim chấu toàn bộ này. Đấy, kim này. Kính thì dòng này sẽ sử dụng đó là dòng kính sapphire nguyên khối và giúp cho đồng hồ chống trầy chống xước rất là tốt. Chi tiết niềng, nó là niềng băm. Thì khi ánh sáng chiếu vào mọi người thấy không ạ? Đấy, nó sẽ bắt sáng cực kỳ tốt nha. Cái này khi mà mọi người cầm trên tay, các chị sẽ cảm nhận rõ được cái phiên bản này nó đẹp và xuất sắc như thế nào. Dây phay xước ở hai bên, sáng bóng ở giữa, chốt hóa. Và đằng sau đáy thì cũng sẽ có các phần thông số. Đó là bản này có mã check đó là 8131G. Đấy, các chị có thể check lên đó là Carnival 8131G. Với độ chống nước là 50m và tương đương với cả 165 feet, với tần số dao động là 21.600 VPH. Và ở đây có 21 chân kính, sử dụng máy Mi của Citizen. Đây là một cái bộ máy mà cực kỳ bền, một bộ máy huyền thoại với thời gian chịu cót tối đa là 38 tiếng đồng hồ. Và size mặt ở bản này thì nó cũng rất là hợp lý luôn, size 39.5. Đó, nó không to quá và nó không nhỏ quá. Anh nam nào cũng đeo được hết nhá. Càng của nó là 46.4. Em đo luôn độ mỏng luôn cho cả nhà mình này. Đó là 1.08. Đấy, 1.08. Tag mark của nó thì cũng sẽ có đầy đủ luôn. Vừa là automatic, vừa có cả trợ có tay đi kèm. Mặt màu xanh đẹp, màu xanh theo kiểu dạng như là xanh quân đội. Và mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình, đó là 3.950.000. 3.950.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 342. 342 mới nguyên, full hộp đầy đủ. Tiếp theo sang ở mã 343. 343 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một mẫu của Invicta. Cái mẫu này hôm trước là cũng đã có anh khách anh lấy rồi. Thế nhưng mà khi mà hàng tới nơi thì tay nghĩ nhỏ quá. Vì mọi người lưu ý cho em đó là khi mà lên trên video là em cũng đã có báo size chi tiết rồi. Mặc dù là anh ấy kiểu thích cái form kiểu dáng này nhưng mà tay nhỏ quá nên không thể đeo được ấy. Nên là anh chọn sang ở mẫu khác. Thì thôi em cũng lên lại cho cả nhà mình ở mẫu này. Thì nếu hôm trước mà anh chị nào có hỏi em ở bàn này mà em báo hết thì mọi người có thể nhắn lại cho em nhé. Đây là sổ và hướng dẫn của nó sẽ có đầy đủ ở đây. Đấy, em sẽ để ở trong ngăn như thế này cho cả nhà mình. Bản này em về là full hộp, giấy tờ đầy đủ. Cái này thì nó sẽ mang một cái form kiểu dáng thể thao nha mọi người nha. Nhưng mà cái này là phải anh nam tay to cơ, chứ anh nam tay nhỏ là không đeo được đâu. Em đo lại luôn cái size mặt luôn cho cả nhà mình này, để cho mọi người tiện có thể theo dõi nhá, xem là tay của mình nó có vừa không ạ. Size mặt là size 50.7. Càng của mẫu này là 60.6. Đấy, bản này thì cổ tay ít nhất nhá, phải tầm từ 18 trở lên cơ thì mọi người mới đeo được. Đấy, đấy là 18 gọi là thấp nhất rồi. Còn nếu mà để mà đẹp ấy thì phải ít nhất phải tầm từ 18.5 trở lên. Bản này là phiên bản máy Thụy Sĩ. Để em cho cả nhà mình cùng xem. Đây là một cái mẫu đầu tiên mà nó có lộ cơ nha. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Swift Pass này, máy Zonda này của Thụy này. Đấy. Có đầy đủ các phần thông số của nó đi kèm đầy đủ luôn. Invicta, đây là thương hiệu của Mỹ ạ. Thì ở bản này nó sẽ chạy rất nhiều chức năng, 6 kim, máy Thụy Sĩ. Đấy, và ở đây này nó sẽ có, đây là kim giây, kim giờ, kim phút. Đấy chưa? Còn cái kim giây to đùng này này, mà khi mà em bấm này, kích hoạt này, em bấm dừng này, thì nó là kim giây của chức năng chronograph, tức là chức năng bấm giờ thể thao nha. Cái kim này này, nó chạy được hết một vòng thì cái kim này nó sẽ nhích một nấc. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ hiển thị đó chính là cái phần lịch thứ. Lịch ở vị trí góc 4 giờ. Mặt đồng hồ bên trong này, xoáy này, rất là đẹp. Đấy chưa? Đây là viền cạnh. Thì ở đây nó sẽ được cố định bởi 5 cái đinh ốc hình đinh ốc lục giác này này. Đấy, và ở đây nó vừa có phay xước vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau nhá. Bộ kim ý, với cả cọc số thì sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém. Bản này nó sẽ sử dụng một cái dòng kính chuyên biệt riêng cho thương hiệu của Invicta, đó chính là dòng kính Flame Fusion. Cái dòng kính Flame Fusion này nó là cái sự kết hợp
giữa ưu điểm của dòng kính Sapphire, đó là chống trầy chống xước tốt, và ưu điểm của dòng kính cứng cường lực, đó chính là độ chống va đập tốt. Thì đây sẽ là dòng kính độc quyền riêng cho thương hiệu của Invicta, mà các thương hiệu khác là sẽ không có đâu. Đấy, đây là núm. Dây thì sẽ sử dụng đó là bộ dây silicone, độ đàn hồi tốt, ôm tay và không bị mùi giống như dây da nhé. Đây là bản pin nhé, nhưng mà mọi người thấy này, nó lộ cả bộ máy luôn. Đấy, đây là bộ máy thụy 6 kim Flame Fusion này. Đấy, có đầy đủ các phần thông số của nó đi kèm. Rất đẹp, chốt khóa nguyên zin. Size to dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Mẫu này là 2.500.000. 2.500.000 nhá. Bản này sẽ ở mã 343. Mã 343. Tiếp theo sang ở mã 344. 344 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một mẫu của Citizen. Và Citizen này thì em có về là full hộp đấy, nó có cả quyển sổ của nó luôn. Đấy, hộp của nó khá là to, đẹp. Với cái bản này thì giá tại các store của nó cũng khá là cao, cũng không hề rẻ đâu. Nó cũng phải rơi vào tầm mười mấy triệu ở đối với bản này. Bản này 3 kim, 2 lịch nhá. 2 lịch mặt kính Sapphire nguyên khối. Đây, và mọi người thấy bên trong này, mặt này nó trải đều đường vân. Sử dụng máy in-house của nó, đó chính là bộ máy 4150, được hiển thị ở trên mặt nền đồng hồ. Và có dòng chữ đó là Made in Japan, tức là đây là phiên bản nội địa của Nhật, được thiết kế lắp ráp sản xuất, tất cả các chi tiết đều ở tại Nhật hết. Size mặt của phiên bản này là 40.3, càng của mẫu này là 47.6, và dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu thì sẽ đẹp nha. Đấy, kim cọc dạ quang đây như tay em này, đó là 16.5 này, được chưa? Mẫu này là thép trắng, và mẫu này thì mặc dù là cũng đã qua sử dụng rồi, thế nhưng mà độ mới của nó cũng còn rất là ok. Đây là khóa của Citizen, và đây là bộ máy in-house này, Khan 4150 Citizen, 21 chân kính, kính Sapphire, Made in Japan, độ chống nước là 10 ATM, Citizen Quad. Đấy, bộ máy này rất đẹp đúng không ạ? Búa. Nếu anh chị nào mọi người chơi về các cái phiên bản đồng hồ cơ ấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ biết là với chất lượng của bộ máy 4150 này cực kỳ là đẹp và rất là bền luôn. Và cái thời gian chỉ quát của nó tốt, và tất nhiên là độ chuẩn chính xác giờ của nó sẽ rất là cao. Đấy nha, Citizen xanh, dễ đeo. Và này em đang để cho cả nhà mình đó là 5.350.000. 5.350.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 344. Bình thường các cái mẫu này mà mọi người check ở trên các trang web là nó sẽ dao động, nó rơi vào tầm khoảng hơn chục triệu ở phiên bản này. Đấy, cái dòng này nó rất là cao nhá, vì dòng máy của nó là dòng máy 4150. Bản này là ở mã 344 full hộp. Tiếp theo sang ở mã 345. 345. Có khi là em sẽ lên luôn cho cả nhà mình ở cái bản Max này luôn nhá. Cái bản Max này thì được lâu lâu rồi em cũng đã có về một cái phiên bản này rồi. Đấy, cũng là bản dành cho anh nam tay vừa và hơi to, thì hôm nay em cũng có về lại. Đây là bản Max này. Bản này thì đợt này giá nó tốt hơn đợt trước, vì nó sẽ không phụ thuộc vào cái mẫu đâu, mà nó sẽ phụ thuộc vào giá đấu. Đấy, đây là Max. Size của nó size XL đúng không ạ? Đây là thương hiệu này, thương hiệu của Hà Lan. Đấy nhá, thương hiệu của Hà Lan. Thẻ. Ở đây thì sẽ có một bộ dây silicone đi kèm này, để tặng thêm một bộ dây silicone. Tiếp theo đó là ở đây là nó sẽ có một cái chốt. Chốt này. Đấy, rồi là một cái tô vít này. Một cái khăn nhé, một cái khăn để lau mặt kính. Bản này dành cho anh nam tay vừa và hơi to, đây là mẫu pin. Và cái hộp của nó hầm hố lắm mọi người ạ, cái hộp của nó giống như là một cái vali luôn ấy. Đây là bản Max. Bản này thì ở đây nó sẽ có ghi thông số, đó là độ chống nước là 200m. Mặt bên trong này nó sẽ có cái đường vân carbon ở giữa lòng này. Đấy, cái vạch chỉ kim 24 giờ của một ngày đúng không ạ? Nó rất là to rõ ràng ở đây. Niềng xoay, núm gen nhá. Và đáy vặn này. Cái núm này là núm gen này mọi người này, xoáy núm này ra nha. Có một cái hai lớp núm cơ, núm bảo vệ đây này. Đấy, cái núm này là núm để mà mình chỉnh lịch chỉnh giờ. Thì khi mà chỉnh lịch chỉnh giờ xong này, anh chị bắt đầu lại xoáy này, đóng cái núm này vào. Đúng không ạ? Cái núm này vừa chức năng đó là vừa là bảo vệ, tức là cái độ chống nước của nó rất là tốt.
Thứ hai nữa đó là nó tạo nên được cái sự hầm hố trong cái phiên bản này. Đấy, viền này, cạnh rất là đanh tai luôn đúng không ạ? Đây là cái chốt mà ở đây nhé mọi người nha. Đấy thì người ta có thêm cả một cái phần chốt phụ như vậy đấy ạ. Đây là dây thép, khóa, mặt trước này, mặt sau, ô stainless steel, mã này, với độ chống nước là 20 TM. Đây là núm, dây thép trắng. Đây mọi người nhìn dây phay xước này. Đấy, cái này kể cả như sau này mà mọi người sử dụng ấy, mà lỡ có bị xước hay gì đó ấy, nó cũng sẽ rất là kiểu dạng như là nó sẽ khó lộ ấy. Mẫu này thì cũng size to nhé, và dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to, size 46. Càng của phiên bản này là 56.8. Đấy, cái này thì nó cũng tương đương với bản kia đấy. Mọi người thấy không, size mặc dù là đo ngang của bản này nhá, nhỏ hơn cái bản kia, nhưng mà khi lên tay, form bản này với cả form bản kia gần như ngang nhau. Mẫu này cũng phải từ các anh nam khổ tay từ 18 trở lên thì mọi người mới đeo ok cơ. Chứ còn nếu mà tay mà nhỏ nhỏ cũng không đeo được đâu ạ. Nó giống như một cái đồng hồ phòng thân ý, thì nó khá là nặng. Bản này em cũng đang để cho cả nhà mình đó là 2.350.000, 2.350. Mẫu này được trước về là nó dao động, nó rơi vào tầm khoảng độ 2.500.000, 2.600.000 gì đó ấy. Đấy, nó sẽ tùy từng phiên đấu. Đợt này đấu giá tốt hơn rất là nhiều, nên là mọi người cũng hết sức là thông cảm cho em nhé. Vì em cứ theo cái giá của từng phiên thôi, chứ em cũng không có gọi là theo mẫu. Vì có những lúc mà giá kiểu nó khan hàng, nó không có hàng thì giá nó sẽ cao. Đấy, có những lúc mà đấu được giá tốt thì em để giá tốt. Mã 345. Tiếp theo sang ở mã 346. 346 thì em lên cho cả nhà mình một cái bản, đó chính là bản của Fubo Design. Đợt này em cũng rất là hay đồ Fubo, bởi vì Fubo thì nó thiết kế nó rất đẹp, mang phong cách skeleton, nó là thương hiệu nội địa của Nhật. Với thứ hai nữa đó là cái chất lượng của nó ấy, nó rất là ok luôn. Đây là một bản Fubo phong cách skeleton, hơi giống với cả của Rokoryo. Mẫu này cũng skeleton nha, lộ thiên này, lộ đáy này. Nó vừa là automatic này, vừa có cả chợ có tay đi kèm, cọc số la mã nha. Bản này là mới nguyên luôn, chưa qua sử dụng nên này nó còn nguyên tất cả các cái siêu của nó luôn đấy ạ. Kim nhá, nó có dòng chữ Fubo này. Đấy, cọc số la mã này kết hợp với các cái đường vân trải vân này. Dòng này thì người ta sẽ hay sử dụng đó là dòng kính cứng cường lực. Nhưng mà được cái là cái độ chống trầy chống sức cũng tốt, mà hai nữa là cái độ chống va đập của nó cũng rất là ok luôn. Đấy, mặt kính này, viền này. Đây, cạnh sườn nha. Mặt này. Núm này. Đấy. Fubo Design. Dây này, chốt khóa này. Đây là mặt sau. Sử dụng máy Mizuta, máy 8N24. Độ chống nước là 13 này, mã của nó là F5021. All stainless steel nhá. Dây này, chốt khóa mới nguyên luôn. Fubo. Tác. Mẫu này em đo xem nào, size mặt là 41.7. Nó cũng không to lắm đâu mọi người ạ. Càng của nó là 49.5, bởi vì càng của nó cũng là một cái càng nhỏ hơn, càng hẹp thôi. Mẫu này tầm từ tay 17 trở lên là mọi người sẽ bản này đẹp. Tầm từ tay 17 trở lên là mọi người đeo ok nhá. Để em đẩy cái dây này ra đây. Đấy, em ủng tay như thế này cho mọi người xem này. Thấy chưa? Màu trắng nhá, màu trắng, thép trắng. Nhưng mà mặt bên trong nó lại có thiết kế đó là skeleton, nên là nhìn trông rất là đẹp. Mà này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.500.000. 3.500.000, mã 346. 3.500.000, mã 346, full hộp. Cái này mọi người có thể mang đi tặng cũng được. Đấy, vì là bản này mới nguyên. Cái này thường ý, các cái bản Fubo này đa số là, các bản thép này đa số là sẽ là các cái mẫu mà đã qua sử dụng rồi. Thế nhưng mà ở mẫu này này, nó là mẫu mà cực kỳ mới. Đấy, chưa qua sử dụng luôn. Tiếp theo sang ở mã 347. 347 thì em lên mẫu nào được nhỉ? Em lên cho cả nhà mình nhà. À đây, em lên cái mẫu này nhá. Mẫu này là mẫu của Seiko này. Đây là mẫu của Seiko, cũng có đầy đủ hộp nhá. Bản này thì rất là đơn giản thôi, và mẫu này cũng mới. Đây là mẫu solar pin năng lượng mặt trời.
Đấy, nếu mà anh chị nào mọi người thích cái sự đơn giản thì các anh chị mọi người chuyển sang ở phiên bản này. Cái dòng pin solar pin năng lượng ấy thì nó cũng giống như là Eco Drive pin năng lượng mặt trời ấy ạ. Thì cái tuổi thọ pin nó lâu, mà hai nữa đó là mình tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Đấy, ví dụ như là các cái hoạt động của mọi người ở ngoài trời đúng không ạ? Hay là ví dụ mọi người đi đâu đó thì mọi người rất là yên tâm. Ví dụ như mọi người đi du lịch hay đi phượt ấy, vì có những cái thời gian ví dụ như là lỡ đâu mà mình đeo các bản pin kia đúng không ạ? Lỡ đâu mà nó vào cái đúng cái thời gian đấy nó hết pin. Thì như thế là mình cũng sẽ rất là khó để theo dõi, vì khi mà lên đi phượt kia các thứ là sóng của nó rất là kém. Đấy, nhưng ví dụ như là đối với các cái phiên bản solar pin năng lượng như thế này thì ví dụ mọi người đi chơi ấy, thì lúc nào nó cũng sẽ có cái ánh nắng nó chiếu vào đồng hồ, và như thế thì cái đồng hồ nó vẫn hoạt động chạy liên tục bình thường. Đấy, nên là nó cũng rất là hay để khi mà ra các cái dòng solar này, nó rất là có nhiều ý nghĩa đúng không ạ? Tiết kiệm chi phí này, rồi là bảo vệ môi trường này. Đấy, và tận dụng cho các cái hoạt động cá nhân nữa. Mặt bên trong màu xanh nhá. Đó, nó trải đều đường vân này, mọi người thấy không? Trải đều đường vân này. Kim này, cọc số này, em thích nhất là cái mặt trải vân xanh này, mặt rất đẹp luôn. Lịch ở vị trí góc 3 giờ, kính này, cạnh sườn này, vừa phay xước vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau. Solar, dây này, vừa phay xước vừa sáng bóng này, chốt khóa này, đây nó còn nguyên cả siêu. Ở đằng sau đây nó sẽ có đó là vừa là solar nhé, pin năng lượng mặt trời nhé, vừa là radio control. Nó sẽ cập nhật giờ theo sóng của đài radio. Và hiện tại thì trên thế giới thì nó đang có 4 quốc gia và có 4 trạm thu phát sóng. Đó là bên châu Âu, Mỹ, Nhật và bên Trung. Còn đối với Việt Nam mình thì mình sẽ phải tự chỉnh thủ công. Đấy, và mọi người muốn chỉnh ở bàn này thì mọi người cứ tìm đó là Selco mã 7B24. Selco 7B24 thì người ta sẽ có rất nhiều các cái video để hướng dẫn về cách chỉnh. Đây là phiên bản Made in Japan, tức là phiên bản nội địa của Nhật. Đấy, được sản xuất lắp ráp các chi tiết linh kiện đều tại Nhật hết. Nhưng em rất ấn tượng bởi vì cái mặt của nó này, màu xanh trải vân rất rất đẹp luôn. Mọi người cứ mở ra mọi người kiểm tra mọi người sẽ thấy. Size 39.6 nhá, và càng của mẫu này là 45.2. Dễ đeo, mới nguyên, chưa qua sử dụng, hộp sổ sách đầy đủ. Bàn này là 2.5 triệu, 2.500.000. Mã 347. 2.500.000 mã 347. Tiếp theo sang ở mã 348. 348 thì em lên cho cả nhà mình một cái mẫu cơ này nhé. Lúc nãy các cái mẫu hầm hố kia là mẫu pin đúng không ạ? Thì đây sẽ là một cái mẫu cơ này. Bản cơ này thì nó không về hộp đâu, nhưng mà được cái là nó mới nguyên, chưa qua sử dụng. Bản automatic và nó có cả trợ có tay đi kèm. Nó có cả lịch ngày này, lịch thứ này, lộ tim ở vị trí góc 6 giờ này. Đó, đây, chi tiết niềng này, nó lại còn là chi tiết niềng đá ceramic trắng nha. Đây là niềng đá ceramic này. Mặt rất đẹp, cọc số to rõ ràng. Và buổi tối thì nó sẽ có hiển thị dạ quang này. Đấy, cạnh nhá, mặt trước này, mặt sau. Để mọi người quan sát bộ máy của nó bên trong này. Oh, stainless steel này. Dây này là dây silicone. Dây silicone trắng và độ đàn hồi rất là tốt, ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da đâu. Đấy, dây rất là đẹp. Cái này mà kể cả nó có bị bẩn ấy, mình lấy khăn mình lau sạch thì là ok. Size 42.7, một bản cơ rất nhiều chức năng, càng của nó là 52.2. Đẹp chưa? Mặt nha, cạnh này. Đây là các cái nút bấm. Đây là chuyển lịch nhanh của phần lịch thứ. Đây là chuyển lịch nhanh của phần lịch ngày. Đấy, nó sẽ có bản cơ, nhưng mà cơ nó có 3 núm nha. Đúng không ạ? Cơ 3 núm và chỉnh được các cái chức năng, rất nhiều chức năng. Mẫu này em đang để đó là 2.950.000. 2.950.000. Mã của bản này là mã 348. 2.950.000 mã 348. Tiếp theo sang ở mã 349. 349 thì em lên cho cả nhà mình. À đây, em có một cái bản này nữa này. Hôm trước cũng có anh hỏi em của cái bản Smart Turnout của London này này, nhưng mà cái bản hôm trước là em hết rồi nha. Cái bản này là em mới về này. Cái bản Smart Turnout này thì đây là thương hiệu của anh. À, bản này màu mặt của nó sẽ là cái màu nó sẽ màu sáng ấy, tông màu sáng. Đây là hộp của nó nha. Bản này còn rất là mới luôn. Bản này còn hộp, sổ, sách. Đấy, thẻ này.
mát thân ao này, sổ này, đây nó còn nguyên cả cái tag của nó luôn này, Royal Hoàng gia đấy. Đấy, bản này để em xem. À, mẫu này đây là kim dây nhé mọi người nha. Đây là kim dây này, kim giờ này, kim phút này. Còn cái kim ở đây ấy, thì nó sẽ là cái kim dây, nhưng mà kim dây của chức năng chronograph, tức là chức năng bấm giờ thể thao. Và nó được hiển thị ở vị trí góc 9 giờ đây nhé. Nhưng mà ở bản này này thì nó ở cái góc 9 giờ đây mọi người thấy không ạ? Nó sẽ lại có hai kim. Tức là nó sẽ tính thời gian đo tối đa của nó sẽ là tính theo tiếng. Nó có hai kim. Cái vòng tròn bên trong là tính theo tiếng nha. Và vòng tròn bên ngoài này là nó sẽ tính theo phút. Đấy, mặt đồng hồ này rất là đẹp, rất là hay luôn. Và cái hai cái ô cửa sổ lịch này thì cái hai ô cửa sổ lịch này nó sẽ là một cái lịch, tức là nó sẽ, tức là lịch ví dụ ngày 20-21 ấy thì bình thường thì nó chỉ chia ra làm một ô lịch thôi. Nhưng ở đây thì nó sẽ lại chia ra làm hai ô. Ở đây chuyển sang ngày mới. Đấy, đây là em chuyển lịch nhanh. Đấy, thấy chưa? Đóng núm này. Đó, đây là kim dây. Mặt đồng hồ rất đẹp nha. Viền này, cạnh này. Đây, cái dây này của nó là cái dây, người ta gọi là dây gì? Ta gọi là dây, giống như là dây dù ấy mọi người ạ. Đây em sẽ tháo cái này ra. Cái này nếu mà mọi người mà thích, mà không thích cái kiểu dây này, các chị có thể lên một bộ dây da cũng được. Đây cái này này, nó có hình con sư tử này, được làm nổi này, Smart Turner London này. Bản này là bản Swiss Made nha. Máy Thụy Sĩ, máy Thụy Sĩ 5 kim đấy ạ. Đấy, All Stainless Steel này, máy Thụy Sĩ 5 kim nhá. Đây ở dưới này này, nó cũng có này, Swiss Made này, máy Thụy. Đấy, và muối nguyên luôn. Luồn dây nó cũng rất là dễ này. Mọi người chỉ việc luồn dây vào đây thôi. Đấy, sau đó là mọi người sẽ luồn cái mắt dây vào đây. Và mình đeo lên tay thôi là ok. Đấy, rất đẹp. Cái này dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình cũng là 1.9 triệu nhá. 1.9 triệu. 1.900.000. Máy Thụy Sĩ 5 kim đấy ạ. Mà mới. Mặt nó đẹp. Mã 349. Full hộp. Tiếp theo sang ở mã 350. Và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Mã 350 thì em sẽ lên nốt cho cả nhà mình ở mẫu này đi. Đây là ở bản này nhá. Đấy, và đây là bản của WeZ, thương hiệu của Seiko, chi nhánh con của Seiko. Bản này cũng là bản 6 kim pi kim trôi. Mẫu này thì đã qua sử dụng rồi, nhưng mà độ mới của nó cũng còn rất là cao. Và thứ hai nữa là mẫu này thì nó không về hộp đâu ạ, và nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Đây là bản dây thép. Đấy, người ta lại thiết kế cái màu đen ấy, nhưng mà giống như là bằng đá ceramic luôn. Mặt bên trong cũng là màu xanh trải vân này. Kim cọc số thì nó sẽ có dạng quang này. Niềng xoay trong này. Đấy, rồi là chức năng chrono. Đây là nút reset. Chức năng flyback, nghĩa là nó quay trở về luôn cái vị trí góc 12 giờ luôn, ngay lập tức luôn nha. Chức năng flyback luôn. Mặt trước mặt sau. Sử dụng module máy, đó là máy VK67, Moment Japan và K China. K thì nó là vỏ. Vỏ thì sẽ được sản xuất tại nhà máy của Seiko, được đặt tại bên Trung, bởi vì đây là thương hiệu chi nhánh con của Seiko. Size 42 và càng của mẫu này là 47.6. Cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ đeo ok. Cái mẫu này thì nó cũng không có hộp độ mới cao. Đấy, nhưng mà em sẽ để vào cái hộp đỏ của bên nhà em nhé, nên mọi người yên tâm. Mẫu này em để luôn cho cả nhà mình, đó là bình thường là phải hơn 2 triệu. Thôi em kỷ niệm luôn, đó là 1.950.000. 1.950.000 nhá, mã 350. Và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858584 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh,
Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.